we sail a little bit high. Con như Quỳnh lâu rồi. Nhân xét kìa má. Trời ơi là trời. Con này giống như là con này cũng nặng lắm nè. Rồi, xin mời em. Và chúng ta sẽ có 5 phút nha, quý vị nhớ giùm 5 phút. Dạ. Ơ ơ. À đứng đây đi, đứng đây đi, đứng đây đi. Mày chàng qua đó tội nghiệp đó. Rồi. À, xin chào chị Thành. Chào ba thí sinh. Đặc biệt là Như Quỳnh Lậu hả? Như Quỳnh Lậu. Như Quỳnh Lậu. Trời ơi bà múa rồi, bữa nay chị Như mà nghe được coi được cho người xỉu luôn. Tức là thì, theo cái nhận xét của chị thôi thì em hát thì cũng chưa tốt lắm. Nhưng mà cũng ok nhưng mà không được khá lắm ha. Chưa tốt lắm, rất nhẹ nhàng bây giờ cũng chưa tốt lắm. Tại đặc biệt là múa thì vừa hát thì vừa múa rất là khó cho nên em được cái đó cũng được một lợi thế cho em rồi. Ok, chúc mừng em. Cố gắng ha. Rồi còn phần kêu lô tô của em thì cũng tạm ổn thôi, có cái hơi nhây quá. Thấy không? Mốt mình phải tiết chế lại. Không, thường á nhưng mà nhây nhây vô đoạn em đâu được lãnh lương đâu, hát chùa không mà. Tại mất dòng á. Rồi. Rồi nếu mà được đi vô trong thì em phải cố gắng lên ha. Rồi, đặc biệt vừa hát vừa múa thì ok. Thì quý vị còn vé chưa? Vé bán liền. Thùy Lâm. Em không biết chị hả? Hát lâu chưa? Em không Không, mình cứ nhận xét thật là thật lòng chân hả? Thình với nhau để thật sự ra chị... quý vị nó khó cho ban giám khảo, sẽ có những anh chị đi hát rất là lâu năm, thậm chí còn lâu hơn là chị Thảo nữa tham dự. Nhưng mà đôi khi khi mà đã là một cuộc thi, đã là thí sinh là chúng ta phải chấp nhận. Cái mới lúc nào cũng sẽ hấp dẫn hơn một chút xíu, và cái cũ nếu chúng ta cải biến được đó là một cái thành tích rất là tốt, còn nếu không chúng ta cũng phải thừa nhận cái khả năng của mình. Xin mời chị. Lúc chị hát thì em không biết là chị có rung hay là bị áp lực hay không, mà có đôi khi nhiều nó không có tốt, với lại chị hát hơi lạc lạc, nó bị nghe nghe, cái đó là em nhận xét thật lòng. Có lẽ quý vị khán giả ngứa nghe chắc cũng đã biết. Còn phần kêu lô tô với lại kéo tông của chị thì theo em là nếu mà cái tiêu chí của em thì chắc em chọn, tại vì cũng chưa có luôn ngon lắm. Không, em không có chơi, nhưng mà không có tiêu chí của em chọn là phải cao hơn nhiều. Còn bé này dạ cổ Hoài Lan phải không? Bé giọng cổ buồn. Bé giọng cổ buồn, tức là em hát là coi như là em là tương đương với bạn của Thảo Nhi. Bờ 2 hả? Cái này là giống của bạn của Thảo Nhi nè. Bạn Thảo Nhi tức đó. Là đâm chết của mấy con heo. Không thích hát được nào hát à? Đúng vậy, nhưng mà được cái là có duyên. Nhạc ai đánh đánh nè, bà hát có bất chấp. Được cái là có duyên, nhưng mà nếu mà đi đâu còn chồng em cố gắng lên cái hài của em ha. Phải tập thiền, hỏi chị Thanh dạy cho em đóng vai đầy thiên rồi thiên. Nói chung là về đội chị Thanh là cái màu sắc là đầu tiên là đeo vàng là chị thích rồi đó. Rồi xin mời chị Quyền. Quyền sẽ được gửi đến chị Thanh nè, Lộ cũng như là ba... 5 phút chị, đợt bớt gửi lại rồi nói luôn. Rồi em gửi luôn ha, tất cả quý vị khán giả lời chúc sức khỏe nha. Trước tiên là bé Thanh An, theo tiêu chí á, thì em được cái diễn xuất múa đó là được cộng điểm đó với chị. Hát và kêu lô tô nó chưa có đạt theo yêu cầu của chị. Để chị nói ở đây để cho mấy đứa tiếp thu, vì không phải là mình phải học được cái này cái kia nữa, chứ phải là mình một cái thôi ha. Mình phải tiết chế, mình phải biết là mình tiếp thu, mình xem lại cái phần biểu diễn của mình một vài ngày nữa sẽ up lên, là mình sẽ thấy mình thiếu cái chỗ nào. Còn chị Thùy Lâm á, chị đi hát lâu chưa em hỏi thiệt? 4 năm. 4 năm thì không có đủ độ của chín mùi nhiều, tại vì em biết đi hát ở ngoài kia cũng vậy á Lộ. Bây giờ là nếu mà có người mà cầm kịch sân khấu á thì người ta mới có đất diễn nhiều, còn không có thì chỉ hát chứ không có được diễn nhiều, nên nó không có phần mà xuất sắc. Yeah. Theo như dạ Thảo nói á thì chị xem lại cái phần hát nó cũng chưa có tới những cái đó, nó cũng bị lớn. Yeah. mình xem lại nó chưa có thuyết phục em cái phần kêu hát. Còn phần kêu số á, chị đã đi hát rồi thì em phải khó với chị tí xíu. Đúng là rồi. Chị phải làm như thế nào được để nó phải nhạy bén hơn các bạn, phải khác hơn các bạn tí xíu nữa nha. Rồi còn bé giọng cổ buồn có cái duyên, không phải là các anh chị nói là các bé tên gì quên mẹ rồi
Trần Quang Khải. Khải á. Trần Khải. À, Trần Quang Khải, tại sao mà hát không được cái gì hết trơn mà được lọt vào trong vòng này? Thứ nhất là không phải là hát hay, chỉ cần là có duyên mà cảm được cái nhịp trong đầu. Ví dụ như mình vô đúng nhịp, đúng khớp, đúng khắc, đúng thời gian, đúng địa điểm thì nó trọn vẹn cái bài hát của mình. Nên ví dụ quý vị đừng có bao giờ mà nói ừ hát cái ghê quá. Không, mình không không nói gì, mình hỏi đơn giản thôi quý vị. Thấy Khải hát coi được quý vị, có vui không quý vị? Đó, nhiêu đó là đủ rồi. Đúng là cái tiêu chí, nhưng mà mình phải giải thích cho khán giả mình xem live stream để khán giả mình biết được. Không phải là, không phải là ví dụ như vô đây là hát hay. Nếu mà hát hay mình không có ngoại hình và mình không có sáng, mình không có bắt được nhịp sân khấu thì cái đó mình cũng không có nên chọn. Dạ. Cái đó là quyền nói thật sự. Nhưng mà mình không hát được thì mình phải làm sao có duyên để mình có một cái lượng fan khán giả mới. Mình phải tìm một cái cơ hội mới cho mình. Thì trong 3 phần thì quyền chỉ đánh giá Khải là có phần duyên sân khấu hơn tí xíu thôi. Tuy là hát chưa có đúng lạc nhịp. Ủa lạc lớ lớ á. Nhưng mà đúng nhịp. Lạc tông luôn đó chị, chứ không có lạc nhịp chứ. Đúng, cái đó là cũng như là không có vô nhịp. Đúng lạc á, nhưng mà đúng nhịp, đúng trong cái bài hát. Nó nổi bà không chỉ đường diễn tả luôn. Ừ, má ơi lạc. Nói chung là lạc trôi. Rồi cảm ơn phần biểu diễn của đội Thanh Thanh. Rồi ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với đội chị La Kim Quyền và nhận xét từ chị Diệp Thanh Thanh và chị Dạ Thảo. Chuẩn bị dao kéo đi chị. Tại sao mấy bà hiền quá vậy? Lên mấy em ơi. Đó. Riêng đội chị Dạ Thảo chỉ có 2 thí sinh thôi. Đó. Anh chị Quyền. Trời ơi, nhìn bà đọc trắng nhách chân hiểu lầm. Rồi, ngay bây giờ xin mời chị Dạ Thảo sẽ nhận xét 2 thí sinh của đội chị Dạ Thảo Quyền. Xin chào chị Quyền, chào lộn. Chào hai em. Trước khi thì chị nhận xét em tên gì? Tài hả? Ok. Hát rất là tốt. Cái phong cách cũng ok. Nói chung là kêu tôi cũng tốt luôn. Đặc biệt cái là nãy chị trông chờ em kêu một câu giọng cổ. Chắc lẽ là không có bóc được cái số tủ giọng cổ. Đúng vậy. Tức là chị ngồi chị trông chờ anh đã bao đêm bao ngày mà không nhớ lên câu giọng cổ dài để cho khán giả đúng không? Mình phải nói cho khán giả được biết luôn. Tại vì khi mà bạn quay sơn vòng loại quý vị, hát nguyên một cái trích đoạn luôn quý vị. Hát nguyên cái trích đoạn mà hát giọng cổ mà giọng nam rồi giọng nữ luôn mới ghê. Rồi xong chị Dạ Thảo lên hát chung luôn quý vị. Ở đây là bạn này hát rất là dữ, rất là xuất sắc. Dạ. Nói chung là em ok. Hoàng Thanh thì cái dòng đợi đầu tiên mà em mới bước vô thi á thì chị nghe em hát hình như là lai lai được hai ca sĩ rất là nổi tiếng, Hồng Ngọc với lại Đàm Vĩnh Hưng. Mà hôm nay thì em chọn bài Vũ Điệu Quan Nhã thì có lẽ theo cái của chị đó là chưa đúng với là sở trường của em. Tức là em hát cũng chưa có độc bộc phát hết. Tức là hình như là hôm nay em bị áp lực gì đó ha. Phải không? Đó. Ok, cho nên còn tí xíu không có bằng cái ngày đầu tiên mà em mới vào. Đúng tiên. Rồi. Dạ. Hả? Chị nhận xét vậy. Còn lô tô với lại cái tông em cũng ok. Xin mời chị Thanh ạ. Chặt chị ơi. Đó, không. Vâng thì Thanh Anh cũng xin gửi chào đến giám khảo La Kim Huyền. À chị, nói nghe nè chị, có sao chị nói vậy nha. Dạ, em vẫn kim được rồi đó. Hai thí sinh của em gái chị. Từng gọi lỗi người ta hết luôn, không còn một người ở lại. Vâng, mời chào đến tất cả quý vị khán giả nha. Thì tiêu chí hôm nay thì phải nói là Thanh Thanh nó thực sự là phải nói là ngày hôm nay tất cả các bạn thí sinh đều có một cái nét riêng ha, hát hay, biểu diễn tốt. Cái gì? Nến. Hát hay, biểu diễn tốt. Rồi có hài, duyên dáng nữa. Nhưng đặc biệt đội của La Kim Quyền, em nói tên gì vậy? Tài Nguyễn nha. Tại nãy chị không có ghi sổ sách hết, chị hay quên nha, đồng cảm chị nha. Chị chạy lại nhiều quá chị quên hả không? Đừng xíu mềm bạc. Chị nhận xét em trước nha. Em là lần đầu tiên em bước lên sân khấu mà khi mà em đã tất cả các thí sinh luôn phải riêng mình em. Khi mà chưa có trải qua, chưa có trải qua trường lớp mà hoặc là chưa có trải qua mà cái sân khấu mà hát mà để chuyên nghiệp mà em bước lên sân khấu em hát mà chị đã thấy em như vậy em quá là hết sức cũng rất là tốt. Ha, đối với bạn xuất sắc đúng. Đối với bản thân chị ngày xưa chị không có vậy đâu. Nha. Yeah. Chúc mừng em. Hát bán vé. Đúng rồi. Dĩ dãn là dơ giấy qua đi. Hoàng Thanh. Thông cảm nha quý vị, dạ tại em mới ít Hoàng Thanh thì 5 phút Hoàng Thanh này cũng đã có là biểu diễn rồi ở những nơi khác rồi và ta nói cũng đã biết em rồi đúng không? Và em có thể là hơn tất cả các bạn vì sao? Vì em đã có trình diễn cũng rất là nhiều năm.
Đó, vì cái mà cái tốt trên sân khấu em hát hay, hát giỏi, em kêu số cho con, cái đó đều rất là ok. Đó, chị cũng chúc mừng cho em nha. Rồi. Quỳ vốn mẹ. Bây giờ mình chúc mừng cho em đi chút xíu, mình vừa mình tính sao. Ok, ha, rồi. Bà lên cái quyền. Ngay bây giờ chúng ta cùng đến với đội chị Dạ Thảo quý vị nha. Cảm ơn hai thí sinh và cảm ơn chị Quyền. À, và không làm mất thời gian tất cả quý vị khán giả nữa, à, Quyền sẽ được nhận xét thẳng luôn nha. À, các em bên đây chất giọng rất là tốt, à, nhưng mà chị thấy là em còn hơi bị gò bó, không có chịu thoát ra. Trình diễn chưa có thu hút. À, có giọng hát nhưng mà mình phải đầu tư thêm một cái gì đó để mà có sức hút nữa. Tại vì nhiều khi đến đây người ta, mình hát hay nhưng mà mình phải đẹp nữa. Nhưng mà mình chưa có đủ đẹp, nhưng mà mình chỉ có một giọng hát thôi, mình phải làm thêm một cái gì đó nữa nha. Còn La Văn, em có phần tiếp thu lúc mà Dạ Thảo không có đó, chị có chỉ dạy em một chút số gì đó mà hôm nay em cảm nhận được, chị cảm nhận là em đã có phần tiến bộ. À, chúc mừng em, hát cũng hay. À, riêng là ba bạn nhưng mà có hai bạn là hay nhất. À, bạn bên đây là hay, bạn bên đây là một kẻ tám lạng người nửa cân. À, bạn La Văn thì có phần chiêu số thì thấy nó nhỉnh hơn các bạn này tí xíu, nó có thể là nó giao đãi được với các bạn. Chị có phần khen La Văn. Còn bên đây là bé Thái Bảo là hôm nay cái giọng khang, đúng không? Chị đã dặn rồi, trước khi mà tập ngày hôm qua chị nói là mấy đứa lỡ mà thấy có khang, mấy đứa đừng có uống nước ngọt nữa, uống nước lọc ngay từ bây giờ cho chị. Nhưng mà hôm nay tại vì thi là rất là nhiều áp lực nên khang thì cái phần biểu diễn của em á, nó chưa có thuyết phục chị cho lắm. Rồi cảm ơn Thái Bảo nha. Rồi xin mời chị Thanh ạ, 5 phút chị ơi, 5 phút. Rồi bây giờ thì chào tất cả ba em cũng như tất cả quý vị nha, cũng như là Dạ Thảo nha. Rồi bây giờ thì Thanh Anh sẽ nói em trai áo đen. Thái Bảo thì nói về thân ngữ thì chị không biết. Yeah, nhưng hồi nãy cũng có thông dịch rồi, cho nên là cái lời hát của em, cho nên nó có lẽ là người ta cũng nói đúng em hát á, chị không biết. Mà người ta, người ta xét. Má ơi, nhận xét thằng nào biết rồi. Thì má nói ai kêu má dịch tiếng Nhật đâu má. Rồi, người ta xét thì người ta xét đúng đó. Tại làm không, chích vô cái là gò má, cứ chích vô não là bạn thường dữ vậy trời. Cho nên là cái giọng hát của em nó cũng hơi bị lợi lợi một tí nữa nha. Và cái điều là em hát thì rất là ok, nhưng còn hơi bị yếu nha. Okay. Rồi qua phần nữa đi. Rồi em áo xanh, tên gì á? La Văn. La Văn. Mỗi lần chị nói thì phải lắc cái đầu hoài chứ đỡ tóc giả đó quý vị. La Văn, em lên sân khấu, mặc dù là lần đầu tiên tất cả các em luôn ha, bước lên sân khấu mà trình diễn như thế này rất là, phải nói là có cái tinh thần và cũng như là em rất là xuất sắc bước trên sân khấu. Em có cái giọng hát rất là tốt, rất là ngọt. Chị cảm nhận là nếu em mà được vào đồng trăm nữa thì có lẽ là Dạ Thảo sẽ tốt cho em thêm nữa. Đó là cũng chúc mừng cho em, vì em cũng rất là xuất sắc và cũng rất là tốt nha. Rồi em trai. Ha? Phúc Thịnh. À, Phúc Thịnh. Phúc Thịnh thì em có cái giọng hát được, nhưng em bước lên sân khấu khi mà chiều chị đã có nói với em rồi, khi mấy buổi trước em đã có tập chị đã nói rồi, em lên sân khấu mà cái đây là một cái chương trình mà Loto chứ không phải là một ca sĩ khi mà em đứng em hát không. Đây là em phải biết chuyển chuyển trên sân khấu thì em có thể là em nhào lộn bố khỉ đó. Đó em phải lanh lẹ lên sân khấu bóc chụp bóc hốt rồi. Ờ, chị không phải đi giùm đồ chị, cái đó là giùm đồ chị. Ý là chị nói là em phải lanh lẹ, em còn thiếu một cái chỗ đó nha. Rồi chút xíu vừa. Chứ xíu dưa, chị tính sao, phải biết xào chẻ thì chị. Đội xào chẻ đánh bài má. chị mang giấc Thảo sớm là bạc là chút nha. Không phải, xào chẻ là đánh bài, biết lanh lợi. Rồi, xin cảm ơn đội chị Dạ Thảo và bạn thí sinh rất là nhiều. How far can we get if we sail a little?